chào quý vị và các bạn. Cái nồi này tôi kho cá bị cháy. Không phải cháy cá mà là cháy gia vị. Vì một phút lỡ làng mà quên tắt lửa thôi. Rửa hoài không ra, chè hoài không ra. Vậy bây giờ làm cách nào cho cái đống này nó ra đây? Đơn giản thôi các bạn. Nó là gia vị, nó khô chứ nó cứng. Chúng ta chỉ cần bật bếp lên, mọi đứa nhỏ thôi, Nhuận lấy giùm cho mình một chút nước đi. Ok. Cho nước vào luôn đi. Ok, để nắp cho các bạn nhé. Các bạn có thấy nó đang từ từ nhẽ ra không? Từng hạt mỡ đang chảy ra đó. Tiếp tục cho các bạn nhé. Nó đang bong chóc gần ra rồi. Nhờ bạn Nhuận lấy giùm cho mình một cái muỗng đi. Ok. Ok, cảm ơn rất nhiều. Các bạn đã thấy là nó bong ra từng lớp chưa? Đó, nó đang bong ra đó. Giờ nó rẽ thêm nha. Đó. Các bạn có thấy mấy cái đen đen đang bay vòng vòng chưa? Lại nói đó. Tiếp tục chờ đợi kết quả nhé. Chào quý vị và các bạn. Bây giờ chất cháy nó đã ra hết rồi. Đã chưa? Ra hết rồi đó. Nếu mà mình không biết thì mình đem đi rửa mình chà chết bà nội mình luôn. Bây giờ mình mới đem đi rửa nè. Nhờ bạn Nhuận đi vô mở nước giùm đi. Ok. Rồi đó đây. Bây giờ thì cái nồi đất của tôi nó đã sạch sẽ rồi. Đây là cái cách mà tôi dùng để chữa cháy. Ok. Bye bye Nhuận. Bye bye.